ăn sơ bộ một chút. Sau đó là ăn xào cơm. Kỹ thuật viên trực tình đứng bệnh viện cho cô như người như cho người đến kỳ có ngày thì em đều thu thập của
vi khuẩn để xem. Hôm nay thì sẽ có hai bạn này chắc ở phòng thí nghiệm. Các bạn sẽ đảm nhiệm là coi trọng và chăm sóc các bạn và các tổ của mình. Đây là nuôi ở cái khu vực để đang chụp kiểm soát môi trường tự nhiên trong cỏ luôn luôn có nghĩa sao mình kiểm soát Yeah.